Mình xin gửi lời cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hôm trước có một bạn ở bên Đức có hỏi mình làm cái cách trồng rau thơm phải để ngoài mát hay là trong nắng với bón phân nào. Sẵn đây mình xin cập nhật cái chậu rau thơm mà hôm trước mình làm video cho mọi người xem. Hôm trước mình trồng trong cái chậu này nè, các bạn có nhớ không? Đây mình nhắc lại ha. Đây cái chậu này nè, mình ghim có mấy cọng ở trong đây nè. Đó, mấy cọng ngày xưa mình ghim nó cũng còn nguyên nè. Lúc trước thì mình để bên góc bên kia, sau này mình đem qua góc bên đây. Cái lý do là mình di chuyển này nè các bạn. Cái chậu mình nó sẽ có một cái lỗ thoát nước, rễ nó mọc lên trên xong rồi nó chui xuống dưới cái chỗ mà mấy cái lỗ mà mình thoát nước á, mình tưới nước á. Bây giờ cái nó mọc xong rồi nó như vậy nè, nó lòi rễ ra rồi nó nhảy ra tùa lua luôn. Ngày xưa mình ghim có 3-4 nhánh thôi, mà ngày nay á các bạn xem nè, nó tựa luôn hết trơn luôn rồi, nó quá trời luôn. Mà thật sự cái góc này mình nói với các bạn là mình không có bón phân gì hết trơn á. Mình mát thì cũng phải mát nhưng mà nắng không phải nắng, nó có thử một cái nắng lúc sáng hoặc lúc trưa thôi, rồi còn lại thì nó cũng râm râm, nó nửa mát nửa nắng á, chứ không phải là nắng trực tiếp. Nhưng mà mình thấy cái loại này là dễ trồng nhất trong tất cả các loại luôn, có nghĩa là không cần chăm sóc nó cũng bò lê bò lết, nó nhảy con nhảy ra từa luôn. Mình càng cắt ăn nó càng lên, mình không ăn mình vẫn phải cắt, nếu mình không cắt nó cọng nó sẽ già, nó sẽ rụi. Cứ cắt nó đi các bạn, rồi nó sẽ lên tốt khủng khiếp luôn. Và phân nước mình tưới là mình chỉ tưới nước bình thường thôi, không cần tưới phân. Cái chai phân này là phân cá với đông biển, nhưng mà mình để đây chứ không phải là mình tưới nó đâu. Nếu mà muốn tốt thì tưới, nhưng mà mình cảm thấy là mình tưới nước giếng không bình thường thôi là nó đã tốt như thế này rồi. Mình cũng không muốn nó tốt nữa đâu, tốt nhiều quá ăn không kịp. Để cứ để từ từ. Đó, cho nên là mình cho các bạn xem. Khi ăn cứ cắt sát gốc cho mình, đừng có sợ nó chết, nó lại lên nữa. Nó lên một lần khủng khiếp lắm cả nhà ơi. Bây giờ ai mà gần ở nhà mình chạy qua đây, mình cho đem về trồng. Bây giờ mình nhìn nó mình còn sợ nè, mình ăn đâu có hết đâu. Quá trời quá đất luôn. Mới chiều thì mình cắt tiếp nữa để cho nó lên nữa. Mà giờ mình không cắt là nó bị hư, nó giống như là rau rau cái gì ta? Rau găm. Còn phía bên đây nè, sẵn quay luôn. Đây là rau giáp cá. Trời ơi nó tốt, tốt khủng khiếp, mà nó hơi màu vàng là tại vì nắng quá nha. Phía bên này, phía bên này nắng. Mình có chẻ lưới mà nó đa số nó cũng nắng trội vô, nó hơi vàng đây là nắng nó vàng. Đó, đây là rau quế nên nè. Đó nguyên hàng rau gia vị là mình trồng phía bên đây. Xích lên đây là có bạc hà. Bạc hà thì nó thích mát hơn, tại vì ở chỗ của mình ở nắng nóng quá cực kinh khủng. Cho nên là bạc hà mình nhét vô cái gốc chuối nè. Trời ơi chuối nó nhảy con quá trời nhảy luôn nè. Rồi ok, chia sẻ cập nhật về rau thơm. Các bạn chỉ cần một cái nhánh giống từ ở ngoài shop thôi. Ngày lúc trước mình ra shop mình mua cũng là cái nhánh non giống gì nè, người ta cắt bán cho mình nè. Mình ăn xong rồi mình lại ghim nó lên lắm, nó dễ lắm các bạn. Còn đất để mình trồng nó thực sự là, nếu mà các bạn mua đất làm vườn ở ngoài vẫn được, còn đất ở ngoài vườn vẫn được, mua đất trong bao cũng được. Mình thấy là cái loại này nó dễ lắm, chỉ cần có đất có cát thôi là nó đã lên rồi. Đối với mình đó nha, mình không có cần trộn nhiều đâu, nhưng mà các bạn trộn phân gà, phân cừu, phân bò đất tốt thì rau nó càng tốt hơn. Còn mình ở đây là mình chỉ xài đất mà mình mua trong mấy cái bao á, mình mua về mình trồng cây với loại cho làm vườn á, loại nào cũng được, mình mua loại thường thôi chứ không phải loại mắc tiền nữa, nhưng mà nó vẫn tốt. Rồi cập nhật về rau thơm của mình cho các bạn xem ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái bài đăng của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.